Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ sáng ngày hôm nay, mưa tại khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ và mưa phùn nhẹ, tập trung chính tại khu vực phía Tây của Bắc Bộ. Bên cạnh đó, trời còn nhiều mây và có sương mù trên toàn khu vực đã gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình giao thông của người dân trong khu vực. Nền nhiệt còn tiếp tục gia tăng thêm đôi chút với nhiệt độ cao nhất vào ban trưa, giao động phổ biến từ 22 đến 24 độ. Tại các tỉnh duyên hải miền Trung, mưa cũng còn xảy ra một vài nơi với lượng không đáng kể vào ban đêm. Còn ban ngày thì mây khá mỏng, trời lại có nắng khiến cho nền nhiệt cao nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng đã tăng dần lên mức từ 30 độ và đạt mức là khoảng 32 độ đối với khu vực Trung Trung Bộ. Tại Nam Trung Bộ, thời tiết vẫn tốt hơn cả, trời hầu như không mưa và có nắng cả ngày, nên nền nhiệt vẫn luôn duy trì mức cao nhất trên toàn khu vực. Tại các tỉnh thành phía Nam, thời tiết cũng chưa có biến động gì nhiều, mưa xảy ra ít và thường tập trung về đêm, ngày có nắng vừa phải. Tuy nhiên, vào thời điểm chiều tối qua và sáng sớm ngày hôm nay, một số nơi thuộc vùng trũng thấp ở khu vực Nam Bộ đã xảy ra tình trạng ngập úng sâu do chiều cường lên cao. Dự báo trong 24 giờ tới, thời tiết ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết tốt, mưa ít có khả năng xảy ra và nắng xuất hiện cả ngày, với ngưỡng nhiệt độ cao nhất trong ngày và ban trưa vẫn đạt từ 29 đến 31 độ cho khu vực Tây Nguyên và 32 cho đến 34 độ cho khu vực Nam Bộ. Hiện nay, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết của các tỉnh thành Bắc Bộ và gây ra mưa rào và dông cho khu vực. Đầu tiên, khối không khí này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc biên giới và vùng núi trước, sau đó mới lan dần xuống khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Mưa kết hợp với bản chất khối khí lạnh nên nền nhiệt độ tại Bắc Bộ từ đêm nay sẽ giảm đi đáng kể. Từ đêm nay và sáng sớm ngày mai, nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ, vùng núi từ 10 cho đến 13 độ, cá biệt có nơi nhiệt độ hạ xuống dưới 10 độ. Sang đến ngày mai trời nhiều mây và vẫn có mưa nên nền nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ, trời duy trì tình trạng rét cả ngày. Còn tại khu vực các tỉnh đồng bằng ven biển miền Trung, bao gồm khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong đêm nay thời tiết còn khá ổn định. Tuy nhiên, từ khoảng gần sáng ngày mai, khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ bắt đầu tác động đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, gây mưa trên diện rộng. Một số nơi còn xuất hiện lượng mưa vừa đến mưa to và dông, nền nhiệt cũng có sự giảm mạnh với nhiệt độ vào sáng sớm ngày mai phổ biến dưới 20 độ. Đến trưa thì nền nhiệt cũng chỉ dao động từ 20 đến 23 độ. Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, trong 24 giờ tới vẫn chưa chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nên tiết trời cũng chỉ có mưa ở vài nơi với lượng nhỏ, còn ban ngày trời có nắng. Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng Điện Biên Lai Châu là từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 cho đến 17 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 cho đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 cho đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 12 cho đến 14 độ. Khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và thấp nhất là khoảng 15 cho đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ và thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho đến 30 độ và thấp nhất là 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 24 đến 27 độ. Sẽ được chuyển sang dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6 biển động, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.